Ánh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mới đây, vào sáng ngày 17 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã khiến ai nấy bàng hoàng khi thông báo về việc cha của cô đã qua đời. Nữ nghệ sĩ thể hiện sự đau buồn và tưởng nhớ người cha quá cố bằng dòng trạng thái đầy xót thương trên trang cá nhân. Ba ơi, nhẹ nhàng, thanh thản, chúng con thương ba. Hàng loạt nghệ sĩ như diễn viên Lương Thế Thành, Thúy Hạnh, ca sĩ Thúy Hạnh, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương gửi lời chia buồn đến gia đình nữ nghệ sĩ. Bên cạnh đó, bình luận của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Đàm Vĩnh Hưng được đặc biệt chú ý. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi những lời động viên cực kỳ tình cảm tới nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Chia buồn cùng em và gia đình bé ơi, cầu mong bác siêu thoát. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng thể hiện sự đau buồn trước mất mát của đàn em, chia buồn cùng gia đình em nha. Có thể nói, đây là thời gian khó khăn của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi khi cô vừa tất bật trong việc ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng gặp lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi tuyên bố bà Hằng đụng vào giới nghệ sĩ chính là đụng vào ổ kiến lửa, Trịnh Kim Chi đã nhận về sự chỉ trích dữ dội từ phía bà chủ Đại Nam cũng như nhiều khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Đàm Vĩnh Hưng cũng là những nghệ sĩ bị lôi vào lùm xùm này. Thậm chí, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn bị bà Hằng tuyên bố khởi kiện sau bình luận được cho là mỉa mai bà chủ Đại Nam làm ăn bất chính. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị bà Hằng vạch trần góc khuất cũng như chê trách thái độ trên sóng livestream. Bà Nguyễn Phương Hằng đã gọi tên Đàm Vĩnh Hưng trên livestream và thể hiện rõ quan điểm của mình. Có lẽ sau nhiều lùm xùm, những nghệ sĩ có danh tiếng như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cần cẩn trọng hơn lời nói cũng như cách ứng xử trước công chúng. Trên đây là thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.